Bây giờ bắt đầu ly rồi cô chú anh chị ơi. Giờ bắt đầu ly rồi. Giờ bắt đầu khiêng bỏ vô lò nè. À, người vợ bây giờ xỉu luôn rồi. Người mẹ của chú anh chị, người mẹ xỉu luôn rồi. Ở trên tay Mạnh là đang cầm một sản phẩm, đó là bột ngải đen chống độc của Cao Trung Sơn, đang hỗ trợ cho bà con là những chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay và gai cột sống, viêm loét, trào ngược dạ dày tới tràng, mất ngủ lâu năm, viêm son, nhiễm nấm ngứa ngoài da của chú anh chị. Nếu mà hỗ trợ rất nhiều vấn đề khác, thì cô chú anh chị nếu mà cần nhu cầu đặt hàng cứ điện liên hệ số điện thoại dưới màn sắp hình. Sắp tới giờ của cô chú anh chị, sắp tới giờ đưa tiễn cháu cháu Duyên 9 tuổi, giờ nó nghỉ đi quả thiêu của cô chú anh chị ở tại Sóc Trăng. Chú anh chị xem cái hoàn cảnh cái ngôi nhà nè, chống lỏng chống lơ luôn. Này là chút mình đưa đi thiêu xa không anh? Đi tới chùa gì? Chùa Cần Giờ Một. Cần Giờ Một là cách đây bao xa anh? Ba cây mấy. Dạ. Cách ba cây mấy ha. Dạ. Dạ. Thiêu là mình đợi lấy cốt cháu về luôn hả? Dạ dạ, tiêu lấy cốt cháu về. Dạ. Cháu mới có 9 tuổi rồi. 9 tuổi. À, là đang học lớp mấy anh? Năm nay lớp 4. Lớp 4 rồi. À, đây là mẹ nè của chú anh chị, người mẹ nè. Ôm yếu quá trời. Chị, đi ngồi đây xíu em. Cô yêu mai. Dạ chị tên gì? Em là chị A. Tên A hả? A. A hả? Dạ. Chị E. Chị E nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 40. 40 tuổi ha. Dạ. Chị có mấy người con? 8 đứa đó. 8 đứa. 8 đứa con? 8 đứa con trời. Ủa chị 40 tuổi mà 8 đứa con luôn hả? Dạ. Trời ơi, cái công việc chính của mình là mình làm gì chị? Chính là anh đi ruộng. Giờ làm gì chị? Nó bẻ rau. À, tức là mình đi hái rau, đi buôn bán đó ha. Hái rau ngoài đồng, ngoài ruộng rồi đó. Rồi, vậy là mình đâu có đất đai nhà, đất đai gì hả? Không có đâu. Rồi. Cái ngôi nhà này là ở 8 người con. 8 đứa nhưng mà nó có chồng hết 2 đứa rồi, còn 6 đứa. Còn 6 đứa. Đâu con chị đâu? Đây. Còn đâu nữa chị? Đi ra ngoài hết rồi. Nhỏ nhỏ gì không đấy hả? Đây nè hả? Lẳng tẳng li ti gì thôi đây. Cái bồng ổng mới chơi à. Năm 1. Con tên gì? Gái, con tên gì nè? Con nói coi chứ. Con nói cho ông bà nghe nè. Con tên gì đây? Đó, ông bà nghe, còn ông bà thấy hoàn cảnh con ông bà giúp. Nó không nói, từng nói chuyện. Không nói hả? Coi như vậy, hồi nãy là mình chích lục ra được cái tấm hình đó hả chị? Dạ. Chị cũng đỡ hồi nãy lúc đầu lại là không có một cái di ảnh nữa. À đúng. Mới đi gửi di ảnh của cháu về nè. Ông xã làm gì chị? Xã làm bê. Làm gì? Làm bê. Làm mê. Làm bê, đi làm bê sơn nước đó. Làm bê. Dạ. À, làm sơn nước đấy ha. Dạ. À, là ông xã đó đó hả? Dạ. Là hôm qua lúc mình hay đó là chị đang ở đâu? Ở ngoài ruộng. Ở ngoài ruộng. Rồi ai cho chị hay? Thằng trai thứ tư. À, chạy ngoài cho chị hay. Là hôm qua bên công an cũng có khám nghiệm mà. Dạ, khám nghiệm tử thi nhưng mà khám chỉ là lấy cái da. Lấy cái da là nói là biết giật điện mà không có khám tử thi rồi. Nữa, chỉ là lấy da thôi. Cũng như là biết cái nguyên nhân mắc là như thế nào rồi. Dạ. Cho nên là không có mổ tử thi. Không. Dạ. Ra đây con. Cái nhà mình cánh cửa ngoài sau là không có hả? Không có thì. Không có luôn. Ờ, cửa trước cũng không có luôn. Nghe nói là ngày hồi tối này mới lắp mấy miếng tôn mới này đó hả? Trời ơi. Vậy là cái nhà là
Lúc trước là không trống lỏng luôn. Có dưỡng chất hả chị? Dạ nó chất mà nó lủng hết rồi. Nó lủng. Trời ơi. Vậy là bắt 1 giờ này là mình đưa cháu đi thiêu. Dạ. Thiêu xong rồi mình đợi lấy cho cốt luôn hay là qua ngày mai? Dạ, đợi lấy luôn rồi. Thiêu là chắc cũng khoảng mấy tiếng hả chị? Thường thường là mấy tiếng á, khoảng 4-5 tiếng á. Rồi mình hỏa táng cháu xong rồi là sau đó là gửi vô chùa luôn ha? Dạ, gửi cốt vô chùa nhưng mà trên ngang điện thờ. Tức là lấy lưu hương về thờ? Dạ, tại vì sao nó còn tuổi nhỏ quá cho nó nghe kinh đi. Dạ. Đưa cháu vô chùa để cho cháu nghe kinh. Chị là bên đạo Phật hay là... Người Khmer, dân tộc Khmer. Dạ, dân tộc Khmer. Là lúc hôm qua là cháu mắc là mấy giờ chị? Là chắc cỡ 12 giờ. Trời, em cũng nghĩ sao mà được có em mắc. Cái số tới đó. Thằng thứ tư chạy về đó. Má ơi, bầu mắt rồi má. Mắt mà không có thấy mặt ai hết. Không thấy mặt ai, không thấy cha mẹ nữa. Thấy cha mẹ cũng đỡ. Trời ơi, tội quá trời. Cha mẹ mang nặng để đau mà tới ngày mà em... Tới ngày mắt mà không thấy không cha, thấy mẹ, không thấy anh em nữa. Là mắt tại chỗ luôn. Đó hay là đưa đi bệnh viện. Bệnh viện thì vô quân y nó nói là em bà đã mắc rồi. Rồi. Vậy là cũng như là đang trên đường đi là mắc rồi. Mắc ở nhà. Mắc ở nhà luôn rồi. Rồi em đi đó. Chẳng cháu mắc như vậy thì cháu cũng quất quất lắm á. Trời ơi, lấy nghiệp con. Không có gặp mặt cha mẹ. Không được gặp anh em cha mẹ sao. Chị sao mỗi bữa em nghe cháu đi theo chị thái gao hay gì đó rồi sao bữa nay ăn bún qua. Bún qua là em kêu đi, nó nói là má ơi má đi xa với con đi, còn gần con không đi đâu. Nói vậy luôn hả? Ừ. Má đi rồi con qua con đứng chơi. Thế nó ủa sao không đi sao kỳ quá vậy, nói con muốn đi xa à. Má đi gần con không đi đâu. Nó con muốn đi xa à. Con muốn đi xa à. Ừ. Rồi nó chờ gần phía bên sao không đi vậy trời. Nó không đâu. Rồi em nói rồi thằng trai nói ủa sao nhỏ này nói gì kỳ khôi vậy trời. Mà hồi nào giờ là kêu cháu đi cháu có nói vậy không? Không đâu, nó không từng nói vậy đâu. Mỗi ngày á, em đi ruộng á, em kêu nó, em không có cho nó đi. Em nói là bầu ơi gần tới nhập học rồi ở nhà đi con, để má đi ruộng. Rồi mua tập vở gì cho nó đó. Nó nói má ngày nào cũng vậy hết cho con ở nhà, không cho nó đi đâu. Rồi bữa nào đi nó cũng khóc hết á. Nó khóc nó đòi đi. Rồi nó hơi phụ ở nhà dùm trời mưa gì á, đi lấy áo đồ ba vô, má không có kịp. Mới là bữa hổm á là nó đi nhổ bu súng với em là ba đứa đó. Rồi buôn qua là em cái đi là nó không đi đó. Nên má đi bẻ gần con đi, con muốn đi bẻ xa xa. Nó nói vậy đó. Giống như có cái điểm ha. Mỗi lần mà mỗi có người mắc là giống cái lời nói ra giống như nó có cái điểm. Là đi xa mới đi, còn đi gần là không đi. Không đi đâu. Cái áo quang này chú chị. Áo quang và di ảnh của cháu Thu Duyên là quý vị ạ. Thì cháu hôm nay mới có 9 tuổi thôi nha. Hôm nay rất là đau lòng. Còn mình cũng gần tới giờ rồi đó chị. Cháu dạ. Hôm qua thì cháu đi ra gần tới giờ rồi. Giờ cũng nghiệp thôi. Xe đâu lại chưa ta? Sao kêu sao? Hàng rào thì nó có điện đó quý vị, cho nên là cháu ra đi ngoài đó luôn. Chị là đụng mà nó chết dài. Trước đó chừng vài ba bữa chị có nghe cháu nói cái gì lạ không chị? Nó không đâu, nó vài bữa thì nó lấy áo đồ nó ra. Nó nói à, má con thử áo đồ đẹp ha. Nó nói ủa sao Tết mà nó mới lấy ra đó. Không có đâu, con thử áo đồ đẹp cho rồi đặng Tết. Chứ hai mua áo đồ cho con thêm. Ôi dép nó, em cũng mới mua cho nó. Nó nói để nó đi, nó chưa có mang đâu, nào đi học mới nó mang. Bây giờ nó mang dép cũ đi chợ. Mới em còn cười, em nói trời trời dép mới mua sao không mang mà đi mang dép cũ. Rồi mấy đứa ưa nhạo nó, nói nè trái bầu ăn cơm ngon, chua chua cay cay gì á. Có ngày nó cũng hơi bạo á. Lớn rồi chồng vậy, rồi có mấy đứa em la nó đừng có chọc nó vậy. Đây là em hai chị, đứa chị. Chị ha. Thì đó là thì ngay trong cái bộ thì đây là người chị.
Là hôm qua là đụng cái hàng rào á. Đó, nó đi thường thường là nó đụng lên là nó lên rồi. Mà mình không có nghĩ nó dính cái đó ha. Ôi, không có suy nghĩ mà dạ, nó dính cái vậy. Dùng cái này. Ví dụ mà bốn qua là em đi ngang em kéo nó thì có bông dính em. Dạ. Dính bốn đứa. Thì cái này là cái sự cố không ai muốn. Cái hàng rào đó là bên nào, bên bà con mình hay là sao? Không có đâu. Có bà con. Người dân mé thường bên đây nè. Dạ. Để dài ra trước luôn. Chắc riêng con đi chắc. Nó trở sao. Chị cũng như là bé Duyên với chị là Duyên tới đây. Gờ cái áo của em. Tới giờ đó chị ơi. Dạ, mình cố gắng lên hai chị. Em cũng thay mặt cho tất cả quý cô chú anh chị trong và ngoài nước chia buồn đến gia đình. Bây giờ cũng sắp tới giờ đưa tiễn cháu Duyên 9 tuổi đi quả táng của chú anh chị. Cũng sắp tới giờ, còn có ít phút nữa thôi. Bây giờ đi tiêu rồi, mấy con ở đâu đâu. Cố lên chị ạ. Mình là tối giờ khóc hồng mà không để nó sáng. Suy nghĩ lại nhớ con. Không thấy mặt con. Nó không bỏ, rốt cuộc bỏ má rồi. Quá trẻ sót của chú anh chị, bé mới có 9 tuổi thôi. Rồi, giờ là tới giờ đưa tiễn cháu Duyên đi quả táng rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị đừng gửi khó màn hình, mình sẽ đi cùng. Cô chú chị đừng gửi khỏi màn hình ha. Bây giờ sắp tới giờ rồi. Để mà đưa cháu đi quả thiêu của cô chú anh chị. Thì bây giờ gia đình cũng như hàng xóm lại mà đốt nhang lần cuối cùng cho cháu á. Cắt cho cháu một nén hương. Đưa cháu về nơi ăn nghỉ. Bây giờ là bà con hàng xóm ở đây để mà đến thắp cho cháu một nén hương của chú anh chị. Chú anh chị chia sẻ mạnh lên, của chú anh chị chia sẻ mạnh lên. Đau lòng cho mẹ ruột quá cô chú chị. Đừng tới giờ đưa cháu đi đến trường cô chú chị. Mặt chưa quẩn. 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 Mặt chưa
Đang ngồi nhìn di ảnh của con mình núi có cái gì vậy? Con đốt nhang cho chị không? 8 đứa con với cô chú anh chị. Bộ chị này, chị E 40 tuổi, 8 đứa con. 8 người con. 8 người con. Đâu chị không? Chị đâu không? Chị đâu? Chị đâu? Chị đâu? Chị đâu không? Chị đâu? Chị đâu? Con thấy mặt chị con. Con thấy mặt chị rồi con. Bước 1 giờ mới nhìn em con. Con thứ mấy? Con mấy tuổi? Mấy à? Cửa nó bổ vô phòng ra. Ra ra con ra. Hàng ngày thì thấy mặt con. Bây giờ là hết rồi. Sự việc xảy ra quá đau lòng luôn. Đâu có biết hàng rào có điện như vậy đâu. Cộng dây điện thì rớt xuống đất rồi mình có thể mình thấy được, mình né được. Nhưng mà cái hàng rào á, hàng rào bằng lưới B40 á, nó dẫn điện luôn. Nó dẫn điện mình biết. Đến nỗi là bà đó, bà biết chứ, nhưng mà bà đâu có biết trong hàng rào lưới nó có điện đâu. Mỗi ngày không có đâu, mỗi ngày nó ra chơi đó hoài. 4 giờ nó ra rồi, ẩm nhỏ này ra nè. Rồi khi ba nó về, nó chạy vô. Là hạ là cách tối, xin ba con đi coi phim cỡ nắng, 9 giờ con về rồi, về như này nè. Bữa nay xuống thì sao mà nó đi 12 giờ nó đứng đó. Mê với cái anh hẹn, tầm ấy. Thôi chuẩn bị thiên này kìa. Con gái của chị. Nhìn bây giờ thế này mỗi ngày đi với em không dẫn em là anh chị em ơi rồi nhìn đến trước hết trơn em mới đó quá đau lòng giờ bắt đầu đi cô chú anh chị ơi, giờ bắt đầu đi tiễn chính thức đi tiễn cháu Duyên. Một cái bánh tang đưa tiễn quá êm liền chị ơi, chỉ có mấy đứa anh với chị đưa bé Duyên chị ơi. Nghiệp. Ủa không có cái vụ chế hả? Ủa không có cái vụ không lấy cái vụ chế cho em? Thì vậy. Ôi vui. Không mua. Phải mua cái vụ mới đúng. Lấy cái gì? Cái vụ mới được hình ảnh bé. Một cái hình ảnh bé cười rất dễ thương anh chị em ơi. Quá đau lòng. Tội quá cô chú. Đám tang đưa ra là bé 9 tuổi bé Duyên. Trước tội đây quá cô chú anh chị ơi. Là một cái đám tang của bà dì. Bà dì nè anh chị em. Rồi không gì bằng anh chị em ơi.
giờ bắt đầu đưa đi quả thiêu đó cô chú anh chị. Đây là hiện trường phía trước của cô chú chị ngày hôm qua là bị ghé bị giờ nhập viện đây. Tôi say rồi. Quá trời tội của chú anh chị. Bắt đầu bà con hàng xóm đưa tiễn cháu đi chùa để quá thiêu. Em khóc luôn rồi. Cháu mới có 9 tuổi thôi quý cô chú anh chị. Cho sơn lên, cho sơn lên. Trước đây xin xin đây. Đập lên cái. Đây là cô chú anh chị, đây là hình ảnh mà đưa tiễn cháu Diên đi đến chùa nè. Đây là bà con rồi cũng đang đưa đi nè. Đó, chú anh chị thấy tội ha, mới cháu mới có 9 tuổi thôi, không may thì gặp cái sự cố bị điện giật ra đi luôn, hai mợ cháu luôn. Chú anh chị thấy không, những anh em YouTube đưa tiễn cũng như là muốn chia sẻ những hình ảnh hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ cho gia đình của cháu Duyên 9 tuổi. Cháu mới 9 tuổi không may. Rồi giờ tới nè cô chú anh chị, giờ tới chùa rồi. Giờ Mạnh đang ngồi trong xe, bây giờ trời đang mưa luôn nè. Giờ tới chùa rồi. Quẹo vô. Như anh chị thấy không, tới chùa rồi đưa cháu quả thiêu. Trời đang mưa cô chú. Rồi nè, bắt đầu đưa vô quả thiêu rồi cô chú anh chị ơi. Mưa hay chị em hay tối trời mưa.
Đây là cái lò nè của chú anh chị. Cái lò nè, chuẩn bị chắc là đưa vào đây kìa, củi mé bên kia kìa. Đó. Đó, cái lò thiêu nè, chuẩn bị đưa cháu vào đây. Củi rồi chắc lên sẵn hết rồi. Đó qua đây, của chú anh chị xem. Này mình đổ dầu lên ha, hả anh? Đổ dầu. Đổ dầu ha. Nít nít là thường mình thiêu bao lâu ta? Không biết. Hỏi. 2 tiếng một thôi. Chú nào thiêu? Chú thiêu hả? Dạ, nít là thường mình thiêu là bao lâu chú? Rồi là 3 giờ xuống, nếu nhỏ chắc là 2 giờ à. Dạ, 2 giờ đó là mình lấy ra được ha. Dạ. 2 giờ của chú anh chị, 2 tiếng đồng hồ. Đây thường thường con nghe nó 3-4 tiếng vậy á. Người già tuổi nhiều tuổi 3 giờ xuống. Dạ. Này người này nhỏ chắc tự 2 tiếng. Dạ. Người già như là xương cứng ha. Xương già cháy nó lâu hơn ha. Nít thì trẻ. Quả thiêu lâu hơn. Thiêu lâu hơn. Còn cả chừng 8-9 tuổi này là cỡ 2 tiếng hả chú? 2 tiếng hả? Này là nãy giờ đang tưới dầu. Tưới dầu trước cho nó thấm vô củi. Ở trên đó cát là sao chú? Cát là sao? Lò mới làm cát xuống. Nó một cái vậy. À, tưởng đâu nó cát là nó có cái gì. Hai mớ cá nữa. Dạ. Rồi giờ bắt đầu đi về cô chú anh chị ơi. Giờ bắt đầu đi rồi. Giờ bắt đầu khiêng bỏ vô lò nè. À, người vợ bây giờ xỉu luôn rồi. Người mẹ của chú anh chị, người mẹ xỉu luôn rồi. Được không? Để rồi đó. Để rồi. Để rồi. Để rồi. Để rồi.
Được chưa? Cho anh coi đây. Yên tâm. Đây em coi nè, Dũng đang lo đây. Chính ơi, Dũng đây Dũng. Mới mới tọn họ ngay đâu nè. Nó bây giờ canh canh ngay đang đẩy vô lò. Canh để đẩy vô lò của chú anh chị. Không muốn cho năm ta. Quá trời tội cái chuyện gì. Bây giờ bắt đầu ông ngoại canh nó bắt đầu đẩy vô nè, đẩy vô. Được rồi, mình chào chơi thì chị không có khóc rồi. Không có nào mà hôm qua tới giờ. Hôm qua tới giờ. Đỡ vợ nha, tôi còn chịu rồi, mất rồi kìa. Xỉu luôn rồi. Hai người chị làm ở xa về. Không kịp gặp mặt mẹ, gặp mặt em mình. Bé này là chơi mỗi ngày chung hai đứa. Chung à. Chia sẻ hai đứa đi bẻ rau này kia để cho muốn rồi để cho mẹ bán hàng ngày. Muốn là bé mang dép thì quá đỡ rồi. Canh nó đưa cho gì canh nó của chú cái lầu đốt cho nó ngay á đặng cháy điều em cũng gần bờ gần bên mà để củi ở trên luôn. Quá trời tội của chú anh chị. Gia đình khó khăn dữ lắm luôn. Ây da, điện giờ kiếm nổi. Lưới nó đặt kìm lưới.
nhiều quá ha, dữ quá là nhiều của dưới tận cái lò này như nó rộng quá, không có xài củ nhiều, còn như lò hẹp có xài củ ít, ấm hơn, cháy lâu. Đang tiếng gì phía trong? Rửa cho em đi. Rồi cầu nguyện trái cho em đi. Chị thứ hai cũng đợi cũng được. Cũng là châm lửa. Lên lửa. Bắt đầu châm lửa. Chị hai đi, cây lửa đã lên anh chị em ơi, mong em siêu khó. Lửa đã lên, khói đã lên, cuộc đời đã ra đi mãi mãi. Quá đau lòng, khói bốc lên. Rồi, ống cửa lại. Chào ơi. Cùng chị em ơi, đưa tiễn cháu mình. Lấy cái lưng nè. Đẩy mày vô luôn là nó. Đau lòng chị em. Nắp cửa lại. Xong rồi cô ơi. Cháu đi rồi. Cái mặt nó chỉ nhìn qua hình ảnh thôi chị em. Quá nhỏ cái tuổi đời phải nhìn em mình mắt. Trên tay Mạnh là đang cầm một sản phẩm, đó là bột ngải đen chống độc của Cao Trung Sơn, đang hỗ trợ cho bà con là những chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay và gai cột sống, viêm loét, trào ngược dạ dày tế tràng, mất ngủ lâu năm, viêm son, nhiễm nấm ngứa ngoài da của chú anh chị, nếu mà và hỗ trợ rất nhiều vấn đề khác. Thì cô chú anh chị nếu mà cần nhu cầu đặt hàng cứ điện liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Dạ thì bây giờ cũng đưa cháu vào quả táng rồi, và bây giờ Mạnh cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây. Chúc tất cả cô chú anh chị gia đình luôn an lành và hạnh phúc, và Mạnh xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị video kế tiếp nè.